Quyển 50 thứ 15 Bồ Tát Địa phần 3 Cứu Cánh Trì Du Già Xứ Phẩm 5 Kiến Lập 2. Như vậy đã giải thích diệu 10 lực của Như Lai, này sẽ biện biệt chung. Bốt Đà Nam nói, tự tánh và phân biệt, bất cộng cùng bình đẳng, tác nghiệp với thứ lớp sai biệt ở sau cùng. Như vậy đã thuyết 10 lực của Như Lai, phải nên rõ biết A. Sở hữu tự tánh, B. Sở hữu phân biệt, C. Sở hữu bất cộng, D. Sở hữu bình đẳng, E. Sở hữu tác nghiệp, F. Sở hữu thứ lớp, G. Sở hữu sai biệt. Nên biết bảy tướng đầy tóm được nghĩa 10 lực của Như Lai. A. Sao gọi là tự tánh 10 lực Như Lai? Tổng năm căn là tự tánh, do tuệ thủ thắng nên 10 lực của tuệ là tự tánh. Trong đây trẻ nói trí lực xứ phi xứ, chẳng nói tín lực, chẳng nói lực khác. Như trí lực xứ phi xứ thì các lực khác nên biết cũng vậy, đây gọi là tự tánh 10 lực Như Lai. B. Sao gọi là phân biệt 10 lực Như Lai? Nên biết có vô lượng, nhưng đây chỉ lược thuyết 3 phân biệt. Một, do phân biệt thời phần, tức là vì tùy ngộ nhập ở nơi tất cả sở trì, ở đời, quá khứ, vị lai và hiện tại. Hai, do phân biệt phẩm loại, tức là ở nơi mỗi một sự hữu vi có cộng tướng và tự tướng, tùy ngộ nhập tất cả hành tướng của kia. Ba, do phân biệt tương tục, tức là ở mười phương tất cả hữu tình giới, mỗi mỗi riêng biệt tùy ngộ nhập tất cả sự nghĩa, tất cả tương tục của hữu tình kia. Tức do ba chủng phân biệt đây nên biết 10 lực của Như Lai vô lượng, đây gọi là phân biệt 10 lực Như Lai. C. Sao gọi là bất cộng 10 lực Như Lai? Chỉ Như Lai mới có 10 lực đây, không cùng chung với tất cả thành phần độc giác, đây gọi là bất cộng 10 lực Như Lai. D. Sao gọi là bình đẳng 10 lực Như Lai? Tất cả Như Lai đều bình đẳng thành tựu đầy đủ 10 lực đây, cho nên nói là bình đẳng không sai khác. Nếu Như Lai an trụ ở nhiều chỗ, tức 10 lực Như Lai như vậy truyền truyền sai biệt, đó là trừ Như Lai khác, trụ nhiều lực khác. Ngoài ra Như Lai lại còn trụ lực khác nữa, đây gọi là bình đẳng 10 lực Như Lai. E. Sao gọi là tác nghiệp 10 lực Như Lai? Như Lai sở hữu trí lực xứ phi xứ, nên trong các nhân như thật biết nhân, trong các quả như thật biết quả, lại năng hàng phục vô số tranh luận công nhân ác nhân của tất cả sa môn bà la môn. Như Lai sở hữu trí lực tự nghiệp nên ở nơi tự nghiệp sở tác quả thọ dụng đều như thật rõ biết, lại năng hàng phục vô số tranh luận thí phước chuyển đổi của tất cả sa môn bà la môn. Như Lai sở hữu trí lực định lượng giải thoát đẳng trì đẳng trí, năng hiện ba thần biến, giáo hóa, dạy trao, hữu tình không điền đảo, lại năng hàng phục và năng an trụ đứng vững trước vô số dạng loại tranh luận, oán hại chống trái của tất cả sa môn bà la môn. Như Lai sở hữu trí lực cần thắng liệt nên như thật rõ biết các loại của các hữu tình ở bậc yếu kém trung bình thông loại sai khác, năng tùy nghi vì hữu tình kia tuyên thuyết chánh pháp. Như Lai sở hữu trí lực trùng trùng thắng giải nên như thật rõ biết các hữu tình thanh tịnh hay bất tịnh, hiểu biết ở bậc yếu kém trung bình thù thắng sai khác. Nếu họ hiểu biết tịnh khiến dần dần tăng trưởng, nếu họ hiểu biết bất tịnh khiến dần dần xả ly. Như Lai sở hữu trí lực trùng trùng giới nên như thật rõ biết các hữu tình đang trụ ở giới hạ liệt trung bình hay thủ diệu bội phần sai khác, cũng như thật rõ biết căn lại ý vui tùy miên của các hữu tình kia, đường môn thú nhập của kia tùy theo chỗ thích hợp mà an lập dạy trao tương ứng với kia, cũng như trừ Như Lai vì lợi ích các thành phần đường môn thú nhập của kia mà chân tránh dạy trao, như trong phần thành phần địa đã hiển phát biện rõ thì thiết khải thị tuyên thuyết trọn vẹn tất cả chủng. Sao gọi là Như Lai dạy trao chứng các Bồ Tát mới bắt đầu sự nghiệp tư lương đẳng trì khiến an trụ nhiếp thọ, chứng các Bồ Tát muốn an trụ nơi tâm khiến tâm được trụ, chứ nên Như Lai không tâm chế trách mà lại ân trọng tư lương đẳng trì ban đầu của chúng chư Bồ Tát. Trước hết thì thiết dạy trao không điền đảo bảo rằng: Thiện nam tử, đến đây ông nên an trú đơn độc nơi chốn xa lìa, bên trong tịch tĩnh tư duy như lý rằng cha mẹ của ông chỉ là chỗ lập danh, cho đến thân giáo sư quỹ phạm sự của ông cũng là chỗ lập danh. Lại tư duy toàn này đã chân thật lìa tự tánh của sáu pháp xứ, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc giữa hai bên, ở trong đây có danh tưởng thầy thiết giả lập ngôn thuyết truyền ư, đã tránh tư duy như vậy rồi, nên ở nơi pháp như thế đều không chấp đắc, chỉ như thật rõ biết ở nơi khách pháp có khách được truyền. Thiện nam tử, nếu lúc bấy giờ ở nơi tự danh ấy chỉ có danh khách đường đã sạch đã đắc,
Bên trong lại như lý tư duy, rằng ở nơi mắt của ông chỉ là chỗ có chế lập danh mắt, tưởng mắt, giả thì thiết mắt. Phải tư duy như vậy, trong mắt ta đây chỉ có thể đắc hai điều. Tức đây chỉ là chế lập danh mắt, tưởng mắt, giả thì thiết mắt. Lại trong sự đây chỉ là thì thiết giả lập danh tưởng, ngoài ra không có hoặc thêm hoặc hơn. Ở trong mắt đây, chỗ có chế lập mắt, danh mắt, giả thì thiết mắt, duy chỉ có sự. Ở trong giả lập danh mắt, tưởng mắt, nên biết tự tánh cũng chẳng phải là mắt. Vì cớ sao? Chẳng phải ở trong đây xa lìa chỗ lập danh mắt, tưởng mắt, giả thì thiết mắt, mà có chút hiểu biết mắt năng chuyển. Nếu có sự thể, đây xứng gọi là sở thuyết chân thật. Chẳng nên ở trong ấy chờ đợi danh mắt mới có hiểu biết mắt như vậy mà chuyển. Rồi có tự tánh chẳng do lắng nghe, chẳng do phân biệt chỗ lập danh kia. Chỉ ở nơi sự đây có hiểu biết mắt chuyển, nhưng không như vậy. Chẳng đợi danh ngôn hiểu biết chuyển khả đắc, cho nên trong đây chỉ ở nơi khách pháp mà có khách, danh mắt, tưởng mắt, giả thì thiết mắt. Ông đã ở nơi mắt đây mà như lý tư duy như vậy, lại ở nơi tưởng mắt chỉ có khách tưởng đang sanh đang đắc. Như ở nơi mắt thì ở nơi tất cả tài mũi lưỡi thân, nói rộng cho đến thấy nghe hiểu biết, đã cầu đã được đã tác ý, tùy tâm tùy tứ phải biết cũng vậy. Tóm lại khắp ở trong tất cả tưởng của các pháp chỉ có khách tưởng đang sanh đang đắc. Như vậy ông ở nơi tự thân khéo trừ, khiển tận cùng các sở hữu giả tưởng, tình cần giả hạnh đạo đang trơn tránh nhiếp thọ, nói rộng cho đến ở trong tất cả pháp khéo khiển trừ tận cùng các sở hữu giả tưởng, tình cần giả hạnh đạo đang trơn tránh nhiếp thọ. Ông rõ tất cả sở trì như thế, khéo léo quan sát nhận biết, nên ở nơi tất cả tưởng pháp phát khởi chỉ là khách tưởng. Ở nơi tất cả pháp luôn luôn khiển trừ sở hữu tưởng của tất cả hí luận, dụng tâm vô tướng vô phân biệt, chỉ nắm giữ chánh nghĩa mà chuyển. Ở trong sự đầy nhờ an trụ tu tập, nếu thực hành đúng như thế, tức là đang lưu trùng tánh diệu trí đẳng trì thanh tịnh của Như Lai, sẽ thành tựu tâm tánh nhất cảnh không điên đảo. Ông đã được như vậy, đại tác ý tư duy bất tịnh ở nơi tác ý đây trở nên xả ly. Nếu không, hãy tác ý tư duy hoặc từ mẫn hoặc duyên khởi của tánh duyên hoặc giới sai biệt, hoặc anna bà nà niệm, hoặc sơ tịnh lự nói rộng cho đến, hoặc phi tưởng phi phi tưởng xứ, vô lượng tịnh lự thần thông đẳng trí của Bồ Tát ở nơi tác ý đây chớ nên xả ly. Nếu ông tu hành tác ý của Bồ Tát không điên đảo như vậy, dần dần cho đến sẽ đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề rốt ráo xuất ly, nên biết đây gọi là vào khắp chánh hành của tất cả Bồ Tát. Quá khứ chưa Như Lai đã vì khai thị cho sự nghiệp mới tu tập của chúng chư Bồ Tát, cũng tránh thể thiết dạy trào như vậy. Vị Lai chưa Như Lai cũng vì khai thị cho sự nghiệp mới tu tập của chúng chư Bồ Tát, sẽ tránh thể thiết dạy trào như vậy. Hiện tại chưa Như Lai cũng vì khai thị cho sự nghiệp mới tu tập của chúng chư Bồ Tát, hiện đang thể thiết dạy trào như vậy. Các thành phần ở nơi tác ý đây, siêng năng tu tập sự nghiệp cũng năng nhanh chóng đắc thông tuệ thủ thắng. Nếu năng ở trong đây không tác ý điên đảo, như thật thông đạt, liền năng thành tựu các pháp hiện quán. Lại như là sở hữu trí lực và khắp chánh hành. Do trí lực đây ở nơi tất cả khổ như thật biết rõ hành năng ra khỏi xa lìa, hành không ra khỏi xa lìa, thường tránh dạy trao hành năng ra khỏi xa lìa. Lại như là sở hữu trí lực túc trụ tỷ niệm, luôn nhớ nghĩ các bổn sanh bổn sự ở quá khứ. Vì bốn giáo hóa các loài hữu tình khiến họ sanh tâm chán lìa, sanh tâm tịnh tín, nên tránh tuyên thuyết, cũng năng hàng phục sự chấp đắm luận chấp thường của các sa môn và la môn. Lại như là sở hữu trí lực sanh tử, do trí lực đây nên đối với hàng đệ tử đã qua đời, năng tránh ký biệt, nơi họ thọ sanh cũng năng hàng phục tất cả chấp đắm luận chấp đạn của các sa môn bà la môn. Lại như là sở hữu trí lực lậu tận, do trí lực đây nên không nghi không hoặc ở nơi việc tự mình đã được giải thoát, cũng năng hàng phục tất cả a la hán sa môn bà la môn tăng thượng mạng. Đây gọi là tác nghiệp của mười lực Như Lai. F sao gọi là thứ lớp mười lực Như Lai? Chưa Như Lai khi mới chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề liền đắc tất cả mười lực, đã liền chứng đắc rồi, nhưng về sau thứ tự mười lực ấy mới hiện tại tiền.
tức là chư Như Lai, vào lúc mới thành Phật, trước khỏi trí lực xứ phi xứ, quan sát thấy tất cả nhân quả của các pháp kiến lập không điền đảo, đã quan sát rồi, kể khởi trí lực tự nghiệp, tùy theo mong muốn mà sanh thân đồng phận trong chúng hữu tình của dục giới, thành tựu quả dị thục khả ái thủ thắng, lấy đây làm phương tiện để tuyên thuyết kiến hữu tình xa lìa các nghiệp bất thiện, hiện hành các nghiệp thiện, kế khởi trí lực tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí. Nếu hữu tình mong muốn pháp ly dục thế gian thì dạy trao khiến kia thú hướng ly dục thế gian thành tựu đạo như thật, kế khởi 10 lực của Như Lai còn lại. Nếu các hữu tình mong cầu pháp ly dục xuất thế gian thì nên thuyết đạo ly dục xuất thế gian, trong đây trước khởi trí lực cần thắng liệt như thật quán sát, cần mong cầu ly dục xuất thế của hữu tình kia, kế khởi trí lực trùng trùng thắng giải như thật quán sát sở hữu ý lạc của hữu tình kia làm tiền dẫn, kế khởi trí lực trùng trùng giới như thật quán sát sở hữu ý lạc rồi, lại tiếp tục quán sát sự sanh khởi tùy miên của kia như thật rõ biết, như thật rõ biết ý lạc và tùy miên rồi, kế khởi trí lực vào khắp hành tùy nghi khiến kia ở nơi môn thú nhập sở duyên mà được thú nhập, kế khởi trí lực túc trụ tùy niệm và trí lực sanh tử kia do gia hạnh môn thú nhập sở duyên đã nhiếp trụ tâm, đã tịnh tu hành, lại tiếp tục thuyết pháp trùng đạo khiến kia xa lìa thân kiến, lấy làm căn bản đoạn chấp biên, từ đây trở về sau khởi trí lực lậu tận vì khiến kia vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não. Nếu kia tu tránh phương tiện như vậy, nhưng được giữ gìn của Samatha, tuy chưa đoạn hẳn tất cả phiền não, nhưng do phiền não chẳng hiện hành nên không bị sự quấy nhiễu của tăng thượng mạn, cũng do lực đây khiến kia xả đi tăng thượng mạn, đây gọi là môn thứ lớp 10 lực thứ nhất. Lại có môn thứ lớp 10 lực khác, đó là chư Như Lai khi mới chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, trước đêm phát khởi trí lực xứ phi xứ, khiến trí lực đầy hiện tại tiền khắp trong tất cả pháp duyên sanh, quan sát tối thắng an trụ diệu pháp trụ trí, được nhờ diệu pháp trụ trí như vậy kế khởi trí lực tự nghiệp quán phần tại gia, biết được trùng trùng nghiệp sai biệt của họ, đường theo phần tại gia quan sát thói quen huân tập hiện thời, tu chứng sai biệt của họ, đã quan sát phần tại gia kế khởi trí lực định lượng giải thoát đồng trì quan sát phần xuất gia như vậy. Trong số những người xuất gia có người nào khéo thuyết chánh đạo ra khỏi khổ ra liều khổ chăng? Không có một ai chăng? Đã như thật quán sát rồi chánh biết không có một ai, quan sát thế gian không một người cứu hộ, không có chốn để quy về nương ở do đại bi đây, như thật dùng Phật nhãn quán chiếu tất cả thế gian, đã quán chiếu rồi kế khởi trí lực càng thắng liệt, nương trí lực đầy hiện tiểu rõ biết trùng trùng hữu tình hiện trú ở thế gian, sanh ở thế gian, lớn lên ở thế gian, cũng lại rõ biết có loại hoặc độn căn hoặc trung căn hoặc lợi căn, để theo căn của kia mà thuyết pháp khiến kia thú nhập. Từ đây về sau, thứ lớp trí lực trùng trùng thắng giải đều như trước. Đây là môn thứ lớp 10 lực thứ hai. Lại có môn thứ lớp 10 lực khác, đó là chư Như Lai khi mới chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề, trước đêm phát khởi trí lực xứ phi xứ, khiến trí lực đây hiện tại tiền quan sát tất cả pháp giới duyên sanh, kế khởi trí lực tự nghiệp, tức ở trong pháp duyên sanh như vậy, quan sát các hữu tình giới, giả lập danh tưởng hữu tình như thế, tự tạo đấy sắc lại các nghiệp như thế, trở lại thọ sắc lại các quả như thế, như thật quan sát tất cả pháp giới, hữu tình giới như vậy rồi, kế khởi trí lực tịnh lự giải thoát đặc trì đặc trí, vì muốn giải thoát các loại hữu tình ra khỏi khổ, nên thị hiện ba thần biến không điền đảo để dạy trao, đã dạy trao rồi, kế khởi trí lực khác, thứ lớp như trước đã nói, đã biết căn cơ của hữu tình kia rồi, khiến kia thú nhập chánh đạo, về sau phương tiện khiến hữu tình kia giải thoát các khổ. Đây là môn thứ lớp 10 lực thứ ba. G. Sao gọi là sai biệt 10 lực Như Lai? Tướng 10 lực đây chuyển truyền tương vọng cũng có sai biệt, cũng không sai biệt. Trí lực xứ phi xứ và trí lực tự nghiệp có gì sai biệt? Hoặc tránh rõ biết nghiệp thiện bất thiện, năng khiến chưa cảm sở hữu quả ái phi ái, nên biết đây do trí lực xứ phi xứ. Hoặc tránh rõ biết các hữu tình tạo nghiệp thiện bất thiện, tức kia năng thọ quả ái phi ái chẳng thể khác, nên biết đây do trí lực tự nghiệp. Hoặc tránh rõ biết các hữu tình năng tu tịnh lự giải thoát đẳng trì, tức là kia có thể nhập hết thảy định tịnh lự chẳng thể khác, nên biết đây do trí lực tự nghiệp. Hoặc tránh rõ biết tức nương định tịnh lự đây hiện ba thần biến dạy trào không điền đảo để giáo hóa hữu tình,
nên biết đây do trí lực định lực giải thoát đặc trí và chân chánh chiếu soi nắm giữ tâm tương ưng đồng sanh với tín, nên biết đây do trí lực định lực giải thoát đặc trí hoặc tránh phân biệt các căn ở bậc yếu kém trung bình thắng diệu của kia có trùng trùng sai biệt, nên biết đây do trí lực căn thắng liệt hoặc trước tránh soi chiếu nắm giữ các căn kia làm tiền dẫn nơi pháp kia pháp khởi trùng trùng ý lạc, nên biết đây do trí lực căn thắng liệt hoặc tránh phân biệt ý lạc kia có trùng trùng sai biệt, nên biết đây do trí lực trùng trùng thắng giải. Nếu phân biệt thì ý lạc kia lược có sáu trùng: một, ý lạc không xuất ly, tức là sở hữu ý lạc phát sanh từ sự phát khởi tìm hiểu đối với các cõi trời khác nhau như trời đại tự tại, trời na la diên, trời phạm thế, thế gian. Hai, ý lạc xuất ly, tức là sở hữu ý lạc phát sanh từ sự tin hiểu đối với ba thừa. Ba, ý lạc xa thành tịnh, tức là sở hữu ý lạc của người an trụ thành thục ở phẩm hạ hay phẩm trung. Bốn, ý lạc cần thành tịnh, tức là sở hữu ý lạc an trụ thành thục ở phẩm thượng. Năm, ý lạc ở trong hệ pháp đắc niết bàn, tức là sở hữu ý lạc phát sanh từ sự tin hiểu chứng đắc niết bàn của thanh văn thừa. Sáu, ý lạc ở đời vị lai đắc niết bàn, tức là sở hữu ý lạc phát sanh từ sự tin hiệu chứng đắc niết bàn của đại thừa hoặc tránh chiếu soi nắm giữ thắng giải về sự sanh khởi các trùng tử tương tự, nên biết đây do trí lực trùng trùng thắng giải hoặc tránh chiếu soi nắm lấy, tức là phân biệt vô lượng phẩm loại sai khác của các trùng tử kia, nên biết đây do trí lực trùng trùng giới lại phân biệt giới kia được có bốn trùng: một, trùng tử trụ bản tánh; hai, trùng tử phát khởi do huân tập từ trước; ba, trùng tử có thể tu trị, đó là sở hữu những trùng tử có của kẻ có pháp bát niết bàn; bốn, trùng tử chẳng thể tu trị, đó là sở hữu những trùng tử của kẻ không pháp bát niết bàn. Hoặc tránh rõ biết trùng lại dấu tích hành thú nhập của giới, nên biết đây do trí lực trùng trùng giới hoặc tránh phân biệt phẩm loại của tất cả dấu tích hành kia như vậy. Dấu tích hành này năng khiến liền nhiễm, dấu tích hành kia năng khiến rốt ráo thanh tịnh, dấu tích hành như thế không rốt ráo thanh tịnh, nên biết đây do trí lực vào khắp hành. Hoặc như thật biết để niệm ở tiền tế đồng hành với tất cả nhân ở tiền tế, nên biết đây do trí lực vào khắp hành. Hoặc tránh rõ biết phân biệt trùng trùng tám câu nói thuận theo đó là sáu trùng lực hành, nên biết đây do trí lực túc trụ để niệm. Hoặc tránh rõ biết sanh tử của hữu tình ở tiền tế, nên biết đây do trí lực túc trụ tùy niệm. Hoặc tránh quán thấy sanh tử của trùng trùng hữu tình ở hậu tế, nên biết đây do trí lực sanh tử. Hoặc tránh rõ biết hữu tình tử ở nơi các việc nghĩa chưa được rốt ráo, tục tục thọ sanh ở hậu tế, nên biết đây do trí lực sanh tử. Hoặc tránh rõ biết ở nơi các việc làm có nghĩa tự mình đã đắc rốt ráo, tâm đã khéo được giải thoát, ngày hiện pháp chứng đắc niết bàn, nên biết đây do trí lực lậu tận, nên biết gọi là mười lực của Như Lai truyền chuyển tương vọng cũng có sai biệt, cũng không sai biệt. 5. Bốn vô sở ý của Như Lai. Chỗ có văn từ về bốn vô sở ý của Như Lai tướng đây như trong kinh đã nói, đó là chư Như Lai ở trong đại chúng tự xưng khen bốn điều sau: vĩ viễn giải thoát khỏi sở trì chướng, hiện đẳng chánh giác trong tất cả chủng tất cả pháp, không cùng chung với thanh văn, đây là điều thứ nhất. Vĩnh viễn giải thoát khỏi các phiền não chướng, chứng đắc lậu tận cùng chung với các thanh văn, đây là điều thứ hai. Vì cầu cứu thoát các hữu tình vượt qua vô lượng khổ nên thuyết đạo xuất ly, đây là điều thứ ba. Ở nơi đạo nào xuất ly mà bị chướng ngại nên thuyết các pháp chướng ngại cần phải xa lìa, đây là điều thứ tư. Vì Như Lai đã an trụ bốn điều như thế nên nhiều nghĩa chân thật ấy mà tự xưng khen, lại vì loại người có thân ngữ ý nghiệp chống trái hương khởi nạn vì báo nên Như Lai tự xưng khen hai điều đầu tiên, lại vì loại người có tướng trước sau mâu thuẫn nhau rơi vào những việc phi lý hương khởi nạn vì báo nên Như Lai tự xưng khen hai điều sau. Những hạng người đó ở thế gian hoặc có nhãn kiến hoặc không nhãn kiến, hoặc có tha tâm trí hoặc không có tha tâm trí, vì muốn đối trị nạn vì báo của họ mà Như Lai tự xưng khen như vậy. Đối với việc đây, Như Lai đều không thấy có tướng nhân như thật, cho nên ở nơi bốn điều đây, Như Lai năng tự rõ biết, vô ý thản nhiên, không tâm khiếp nhược, không lòng nghi lự, không chút kính sợ. Lại nữa, điều phải xưng tán Phật bậc đại sư đó là đều khéo viên mãn hành tự lợi và hành lợi tha,
Hai xương khen trước viên mãn hành tự lợi, hai xương khen sau viên mãn hành lợi tha. Trong đây Như Lai hoặc tự xưng khen hiện đẳng chánh giác ở nơi tất cả pháp, thành chánh đẳng giác nên biết chính vì tất cả chư Bồ Tát thu hướng đại thừa, hoặc tự xưng khen tận tất cả lậu chính vì tất cả hữu tỷ thu hướng thanh văn độc giác thừa, hoặc lại xưng khen đạo năng xuất ly và các pháp chướng nên biết đều vì hết thảy tất cả hữu tỷ nhập vào các thừa. Do vậy Như Lai đã thuyết trong kinh: ta vì chư Bồ Tát và thanh văn mà thuyết đạo xuất ly, cho đến nói rộng những người kết tập đây trong chỗ kết tập tạng thanh văn, trừ lời của Bồ Tát trong chỗ kết tập tạng Bồ Tát, duy trì thông lời của Bồ Tát đây. 6. Ba niệm trụ của Như Lai. Chỗ có văn tử về ba niệm trụ của Như Lai nên biết tướng đây như kinh đã nói. Đó là chư Như Lai ở trong đêm dài sanh khởi mong muốn như vậy. Làm sao khiến các loài hữu tình ở trong phát hiện thuyết tỷ nại gia của ta hành không điên đảo như thật tùy trụ? Trong đêm dài bậc pháp chủ mong muốn như thế, lúc giáo hóa lãnh đạo đồ chúng, nếu điều mong muốn hoặc tại nguyện hoặc không tại nguyện cũng không sanh khởi tạp nhiễm, đây hiển bày sơ lược ba niệm trụ. Ba niệm trụ đây cũng do ba chúng sai biệt mà được kiến lập, sao gọi là ba chúng? Một, hoặc trong chúng kia tất cả đều hành theo hướng chánh hạnh. Hai, hoặc trong chúng kia tất cả đều hành theo hướng tà hạnh. Ba, hoặc trong chúng kia một phần hành chánh hạnh, một phần hành tà hạnh. 7. Ba bất hộ của chư Như Lai. Chỗ có văn từ về ba bất hộ của Như Lai nên biết tướng đây như kinh đã nói. Tóm lại, chư Như Lai vĩnh viễn đoạn trừ tất cả chủng thô ác, việc làm đại tre, do đây hiển thị ba bất hộ. Chư A La Hán vì vọng niệm có lúc kia quên mất không nhớ, làm việc không lành, hết thảy việc như vậy đều không hiện hành ở nơi Như Lai. Cho nên Như Lai đối với hàng đệ tử như điều cần yếu mà an lập, tức là như tự tánh có lúc nghiêm khắc giảng dạy, hiện hiện quả trách đuổi bỏ, có lúc lại hiện hành khắt khe bức bách đối với hàng đệ tử không tự phòng hộ, dạy rằng ông chớ để nhiều thời gian trôi qua như vậy, phải tự biết ba nghiệp của mình bất tịnh. Do việc đây kẻ kia ý ôm lòng chẳng vui chẳng thuận, lại sanh chống trái hoặc trước mặt chê trách Như Lai, hoặc hướng về người khác mà chê trách. 8. Đại bi của Như Lai. Như Lai sở hữu tất cả chủng tướng đại bi như thuyết, như đã thuyết trong phẩm cúng dường thân cận vô lượng. Do vậy nên biết đại bi của chư Như Lai vô lượng, không gì vượt hơn. 9. Pháp vô vọng thất của Như Lai. Chư Như Lai thường tùy niệm hoặc sự hoặc xứ hoặc như hoặc thời các việc được làm, tức là Như Lai ở nơi sự ấy, xứ ấy, như ấy, thời ấy đều tránh tùy niệm ghi nhớ. Đây gọi là pháp vô vọng thất của Như Lai. Khắp cả sự nghiệp ứng tác, khắp tất cả phương xứ sai khác, khắp tất cả phương tiện nên làm, khắp tất cả thời phần sai khác, Như Lai thường không quên mất niệm, thường an trụ chánh niệm. Đây gọi là pháp vô vọng thất. 10. Tập khí vĩnh viễn hại diệt của Như Lai. Trừ Như Lai hoặc động chuyển, hoặc ngước nhìn, hoặc luận nói, hoặc an trụ, chỗ ứng tác nghiệp không hiện hành phiền não. Đây gọi là tập khí vĩnh viễn bị hại của Như Lai. Bậc A-la-hán tuy đoạn phiền não mà ở nơi động chuyển, ngước nhìn, luận nói và an trụ, trùng trùng chỗ ứng tác nghiệp vẫn còn phiền não hiện hành. 11. Tất cả chủng diệu trí của Như Lai. Tóm lại, trừ Như Lai ở nơi ba tụ pháp hiện thành đẳng chánh giác. Những gì là ba? Một, tụ pháp năng dẫn có nghĩa. Hai, tụ pháp năng dẫn vô nghĩa. Ba, tụ pháp chẳng phải năng dẫn có nghĩa, chẳng phải năng dẫn vô nghĩa. Trong đây trừ Như Lai hoặc ở nơi tụ pháp năng dẫn vô nghĩa, hoặc ở nơi tụ pháp chẳng phải năng dẫn có nghĩa, chẳng phải năng dẫn vô nghĩa. Ở tất cả tụ pháp như thế, trí không điên đảo. Đây gọi là nhất thiết trùng trí của Như Lai. Ở nơi tụ pháp năng dẫn có nghĩa, trong tất cả pháp như thế, trí không điên đảo. Đây gọi là diệu trí của Như Lai. Nhất thiết trùng trí và diệu trí hợp trùng là một, gọi là nhất thiết trùng diệu trí. Tất cả như thế gọi chung là 140 chủng pháp Phật bất cộng của Như Lai. Trong đây nếu Bồ Tát ở tại vị tối hậu hữu thì các tướng tùy hảo đều đã chứng đắc cực thiện thành tịnh. Nếu khi Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề trụ ở tối hậu hữu, tức lúc bấy giờ tư lượng Bồ Đề của đạo Bồ Tát đã cực khéo viên mãn, bấy giờ không thầy mà vẫn tự tu 37 pháp Bồ Đề phần đắc trong một sát na, gọi là trí vô chướng ngại tạm mà địa. Đạo học của Bồ Tát đầy nhiếp lấy định kim cường dụ, từ đây không gián đoạn qua sát na thứ hai để đắc pháp Phật bất cộng còn lại.
Đó là trước đã thành tựu 10 lực của Như Lai, sau mới thành tựu tất cả chủng diệu trí, tất cả đều cực thanh tịnh, đều không có gì vượt hơn. Do đắc đầy nên ở khắp tất cả cảnh giới sở trì, trí chuyển vận không trì trệ, không chướng ngại, không cấu uế, tối cực thanh tịnh. Đúng khoảnh khắc phát ngộ ấy, tư duy viên mãn, ý chuyển viên mãn, siêu vượt tất cả Bồ Tát hạnh, Bồ Tát địa, chứng nhập tất cả Như Lai hạnh, Như Lai địa. Vì tất cả thô trọng của phẩm sở trì chướng tại phần thịt đều được đoạn trừ không sót, đắc chuyển y thù thắng. Chuyển y như vậy là tối cực vô thượng. Ngoài ra chuyển y của tất cả cho đến trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng nên biết là hữu thượng. Hỏi hết thảy trí của Bồ Tát trụ đến cứu cánh địa và hết thảy trí của chư Như Lai làm sao phân biệt được sự sai khác của hai trí đây? Đáp: như người có mắt sáng nhìn thấy các sắc tượng qua một lớp màng mỏng có hoa văn. Tất cả diệu trí của Bồ Tát đến cứu cánh địa ở nơi tất cả cảnh phải biết cũng vậy. Như người có mắt sáng thấy các sắc tượng không vật ngăn cách, diệu trí của Như Lai ở nơi tất cả cảnh phải biết cũng vậy. Như vẽ trên vải lụa vẽ xong nhưng chưa sửa chữa hoàn thiện các diệu sắc diệu trí của Bồ Tát đến cứu cánh địa cũng vậy. Như vẽ trên vải lụa đã hoàn thiện các diệu sắc diệu trí của Như Lai cũng vậy. Như người mắt sáng ở trong tối qua lỗ nhỏ nhìn thấy các hình sắc lờ mờ, diệu trí của Bồ Tát đến cứu cánh địa cũng vậy. Như người mắt sáng thấy các sắc lìa mờ tối, diệu trí của Như Lai cũng vậy. Như người mắt sáng thấy các hình sắc ở xa, diệu trí của Bồ Tát đến cứu cánh địa cũng vậy. Như người mắt sáng thấy các hình sắc ở gần, diệu trí của Như Lai cũng vậy. Như mắt bị một lớp màng che mỏng nhìn thấy các sắc, diệu trí của Bồ Tát đến cứu cánh địa cũng vậy. Như mắt rất tịnh sạch nhìn các sắc, diệu trí của Như Lai cũng vậy. Như thân còn nằm trong bào thai, diệu trí của Bồ Tát đến cứu cánh địa cũng vậy. Như thân đã ra khỏi thai, diệu trí của Như Lai cũng vậy. Như A-la-hán tâm hành trong mộng thì tâm hành của Bồ Tát đến cứu cánh địa cũng vậy. Như A-la-hán tâm hành thời giác thì tâm hành của Như Lai cũng vậy. Như thể của đèn mờ mờ thì thể trí của Bồ Tát đến cứu cánh địa cũng vậy. Như thể đèn sáng thì thể trí của Như Lai cũng vậy. Tóm lại tất cả diệu trí của chúng chư Bồ Tát an trụ đến cứu cánh địa và thân tâm diệu trí của Như Lai có sự sai khác lớn. Như vậy chư Như Lai chứng đắc Bồ Đề rộng năng thí làm tất cả Phật sự ở khắp mười phương tất cả Phật độ. Sao gọi là thí làm tất cả Phật sự? Nói được có 10 chủng sự nghiệp của chư Như Lai, sở tác của chư Như Lai. Ngoài đây ra, không có hoặc thêm hoặc hơn, mỗi một sự nghiệp, mỗi một sở tác của Như Lai đều thành tựu viên mãn vô lượng lợi lạc nhiều ích hữu tình. Những gì là 10? Chư Như Lai trước hết tự hiện thân đại trợ phù, muốn khiến hữu tình phát tâm tịnh tín. Vì thân đại trượng phu là thù thắng hơn cả, năng khiến hữu tình dễ sanh lòng tịnh tín. Đây là việc làm thứ nhất của Như Lai. Làm việc như vậy nên các tướng tùy hảo đều năng thành tựu trọn vẹn. Chư Như Lai vì khắp các loài hữu tình phát khởi dạy trao tất cả chủng giả hạnh. Đây là việc làm thứ hai của Như Lai. Làm việc như vậy nên bốn nhất thiết chủng thành tịnh đều năng thành tựu trọn vẹn. Chư Như Lai làm tất cả mọi việc đều vì nhiều ích hữu tình, năng đoạn tất cả nghi hoặc sanh khởi. Đây là việc làm thứ ba của Như Lai. Làm việc như vậy nên 10 lực của Như Lai đều năng thành tựu trọn vẹn. 10 lực của Như Lai như trước đã nói, đó là ở nơi tất cả nghĩa, làm lợi ích cho tất cả hữu tình đều có khả năng khảm nghiệm, năng thành tựu trọn vẹn. Lại cũng có người sanh khởi vấn nạn về sở chứng 10 lực của Như Lai, thì chỉ có Như Lai năng biết, năng thấy, năng hiểu, năng liễu. Chỉ có Như Lai mới tránh trả lời vấn nạn kia. Chư Như Lai khắp năng hàng phục tất cả luận khác, khắp năng kiến lập tất cả tự luận. Đây là việc làm thứ tư của Như Lai. Làm việc như vậy nên bốn vô sở úy đều năng thành tựu trọn vẹn. Chư Như Lai giáo hóa hữu tình ở nơi những lời răn bảo của Phật, hữu tình kia hoặc tránh an trụ, hoặc tránh hoặc chẳng tránh an trụ, mà đối với họ tâm Như Lai chẳng hề tạp nhiễm. Đây là việc làm thứ năm của Như Lai. Làm việc như vậy nên ba chủng niệm trụ đều năng thành tựu trọn vẹn. Chư Như Lai tự phát lời như thế nào thì làm như thế ấy. Đây là việc làm thứ sáu của Như Lai. Làm việc như vậy nên ba chủng bất hộ đều năng thành tựu trọn vẹn. Chư Như Lai ngày đêm dùng Phật nhãn quán chiếu khắp thế gian,
Đây là việc làm thứ bảy của Như Lai. Làm việc như vậy nên đại bi đều đang thành tựu trọn vẹn. Trình Như Lai ở nơi tất cả việc làm không lòng thối xả. Đây là việc làm thứ tám của Như Lai. Làm việc như vậy nên pháp vô vọng thất đều đang thành tựu trọn vẹn. Trình Như Lai như thật tùy chuyển, ứng hành oai nghi quỹ tắc không trái vượt. Đây là việc làm thứ 9 của Như Lai. Làm việc như vậy nên tập khí vĩnh viễn hại diệt đều năng thành tựu trọn vẹn. Chỉ như là khéo giản trạch xả ly đối với tụ pháp năng dẫn vô nghĩa, và đối với tụ pháp chẳng phải năng dẫn vô nghĩa, chẳng phải năng dẫn có nghĩa. Lại vì chúng tuyên thuyết khai thị hiển phát đối với tụ pháp năng dẫn có nghĩa. Đây là việc làm thứ 10 của Như Lai. Làm việc như vậy nên nhất thiết trùng diệu trí đều năng thành tựu trọn vẹn. Như vậy như trước đã thuyết 140 pháp Phật bất cộng, Như Lai năng ứng tác tất cả việc làm, năng ứng tác tất cả Phật sự. Phật sự như vậy nếu rộng phân biệt, chẳng thể tính số cho đến nhiều muôn muôn ức na do tha trăm ngàn đại kiếp, thuyết cũng chẳng thể tận. Như vậy đã thuyết cho Như Lai an trụ Như Lai địa, đây được gọi là kiến lập. Vì cớ sao chúng chư Bồ Tát nương đầy trụ đây, mong cầu phẩm lại ở nơi học của Bồ Tát đang tránh tu học, cũng nương đầy trụ đây mà có chứng đắc. Tức nương trụ đây, pháp năng thành tựu trọn vẹn tất cả nghĩa lợi cho tất cả hữu tình, cho nên mới gọi là kiến lập. Lại tất cả pháp Phật đã thuyết đầy, hoàn toàn thuận theo hành thật tha, cho nên tất cả việc làm của Như Lai đều hiển thị việc lợi người. Thành phần duyên giác thì chẳng như vậy, cho nên gọi là pháp Phật bất cộng. Lại ở trong pháp của chư Phật như vậy, Phật tự có pháp, tất cả thành phần độc giác đều chẳng thể đắc, đó là đại bi pháp vô vọng thất, tập khí vĩnh viễn hại diệt, nhất thiết trùng diệu trí. Phật tự có pháp, tất cả thành phần độc giác tuy phần đắc tương tạo mà tất cả trùng đều không viên mãn. Như Lai ở nơi tất cả kia thầy đều chứng đắc, ở tất cả trùng không gì không viên mãn, tối cực siêu việt, tối cực vi diệu thù thắng, cho nên đều gọi là bất cộng. Nên biết trong đây một nghĩa độc nhất gọi là bất cộng, là nghĩa bất cộng. Như vậy hiển thị việc viên mãn tất cả chủng đạo học của Bồ Tát và quả của đạo học đầy gọi là Bồ Tát địa. Vì cớ sao? Vì tuyên thuyết tất cả đạo học của chư Bồ Tát và tất cả chủng dạy dẫn chân thật là chỗ nương của quả đạo học.